Hoàng Trung Hưng bất ngờ quay xe, lên tiếng xin lỗi về bài đăng bóc phốt Tiểu Tam. Hoàng Trung Hưng đang là tâm điểm truyền thông xứ Hàn với màn đấu tố Tiểu Tam căng đét trên trang cá nhân vào rạng sáng mùng 4 tháng 4. Cụ thể, Hoàng Trung Hưng đăng ảnh thí sinh hậu Jo Ha Eun lên trang cá nhân cùng lời chỉ trích: "Cô là người phụ nữ xấu xí, cô đi mà lấy chồng tôi, Lee Yong Don. Làm ơn để tôi ly dị anh ta, xong rồi hãng cùng nhau rét díu đến Bangkok được không?" Ngọn nguồn câu chuyện bắt đầu từ việc Jo Ha Eun viết lời cảm ơn một người tên Lee Jong Don trong ảnh du lịch Bangkok. Ngay sau đó, Jo Ha Eun cũng đã lên tiếng phủ nhận và cho biết sẽ thuê luật sư kiện Hoàng Trung Hưng tội phỉ báng nếu nữ diễn viên không đưa ra lời xin lỗi đính chính hợp lý. Hoàng Trung Hưng liền quay xe đăng bài xin lỗi trên Instagram cá nhân: "Xin chào, đã có một sự hiểu lầm trong lúc tôi sắp xếp chuyện cá nhân. Tôi chân thành xin lỗi vì đã đăng bài gây tổn hại cho người liên quan và những người xung quanh cô ấy. Tôi đã liên hệ trực tiếp với người ấy để xin lỗi. Tôi cần phải phân biệt rõ công việc và đời tư ở không gian nhiều người trông thấy, nhưng tôi đã đưa ra quyết định sai lầm trong lúc cảm xúc hỗn loạn. Tôi đã gây ra phiền toái cho công chúng và rất xin lỗi vì điều đó. Sau này, tôi sẽ cẩn thận hơn." Loạt động thái xoay như trong chóng của Hoàng Trung Hưng khiến nhiều netizen ngỡ ngàng. Nhiều người chỉ trích Hoàng Trung Hưng quá bốc đồng và vội vàng, không xác minh câu chuyện trước khi đăng bài viết làm ảnh hưởng tới danh dự người khác. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thông cảm với nữ diễn viên cả giận mất khôn vì bị chồng phản bội phải ly hôn trong ồn ào.